Thưa quý vị, trải qua một năm nhiều khó khăn thách thức bởi đại dịch COVID-19, đội tuyển các bộ môn Judo, Kurash, Jiu-Jitsu vẫn giữ nguyên phong độ, mang về nhiều thành tích quan trọng cho thể thao Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là những bộ môn mà Bà Rịa Vũng Tàu đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển thể thao quốc gia và chuẩn bị tham dự SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 năm 2022 sắp tới. Chúng ta cùng gặp họ trong câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao ngay sau đây. Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch, nên nhiều tháng trời thầy trò huấn luyện viên Đặng Văn Tươi của đội tuyển Judo phải tập luyện trong điều kiện rất hạn chế, khi ở bãi biển, công viên, lúc phải tự tập ở nhà riêng. Thế nhưng tất cả đều hết sức nỗ lực và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Tuyển của Judo tập là mang tính chất là duy trì, cũng ngày tập 3 buổi như vậy để thứ nhất là phòng có sức khỏe để phòng chống dịch. Rồi thứ hai là để duy trì cái thể lực cho các vận động viên để khi mà bắt đầu vào cuộc thi đấu nào đó mà được phép cho tổ chức thi đấu thì các em nó sẽ có khả năng để thi đấu. Thành quả của sự khổ luyện được đền đáp xứng đáng. Năm 2021, đội tuyển Judo cùng các bộ môn Kurash, Jiu-Jitsu đã tham dự 4 giải vô địch quốc gia, thi đấu xuất sắc và giành tổng cộng 29 bộ huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 17 huy chương đồng. Đặc biệt nhờ phong độ ấn tượng ở giải vô địch quốc gia trong năm 2021, nhiều thành viên của đội tuyển Judo, Jiu-Jitsu, Kurash của Bà Rịa Vũng Tàu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5 năm 2022. Trong số này có Nguyễn Thị Diệu Tiền, Trần Thanh Hiển thi đấu Judo, Nguyễn Thị Thanh Trầm thi đấu Kurash và Vương Võ Kim Thành thi đấu bộ môn Jiu-Jitsu. Lần đầu tiên tham SEA Games nên em rất vui mừng nhưng cũng tí hồi hộp. Nên em đã cố gắng hết sức để hoàn thành hết tất cả các giáo án của huấn luyện viên đưa ra và cũng đã tự mình tập trong những ngày nghỉ thả lỏng để có một cái tinh thần tốt nhất để thi đấu SEA Games. Sau những tháng ngày tập luyện miệt mài để cống hiến cho thể thao địa phương, các thành viên đội tuyển Judo, Kurash và Jiu-Jitsu của Bà Rịa Vũng Tàu lại bước vào hành trình khổ luyện cho đấu trường SEA Games. Như vậy đồng nghĩa họ sẽ không đón Tết ở nhà, bên người thân, vì lịch tập luyện diễn ra trong cả những ngày Tết Nhâm Dần 2022 trong môi trường bong bóng khép kín tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tại vì cũng không phải là lần đầu tiên tham dự SEA Games cho nên là mình phải hy sinh một cái gì đó để mình đạt được thành công của mình. Cho nên là mặc dù là rất là nhớ nhà nhưng bọn em cũng hy sinh cái đó để mà mong là gia đình thông cảm để bọn em tiếp tục ước mơ của mình là tham dự SEA Games và lấy huy chương vàng về cho tổ quốc của mình cũng giống như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của mình. Kỳ SEA Games 30 năm 2019, Judo Bà Rịa Vũng Tàu đã mang về một huy chương vàng, một huy chương đồng cho thể thao Việt Nam. Ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 năm 2022 này, Judo Bà Rịa Vũng Tàu quyết tâm giữ vững thành tích, đồng thời tạo thêm bất ngờ ở các môn Jiu-Jitsu và Kurash.